Công vụ, chương 20. Trong những ngày ấy, từ Meli, Phaolô sai người đi Êphêsô mời các trưởng giáo đoàn đến. Khi họ đến với Ngài và hội họp, Ngài nói với họ: Các ông biết ngay, từ ngày đầu khi tôi vào đất Tiểu Á, tôi đã cư xử thế nào với các ông trong suốt thời gian đó. Tôi hết lòng khiêm nhường, phụng sự Chúa, phải khóc lóc và thử thách do người Do Thái âm mưu hại tôi. Các ông biết tôi không từ chối làm một điều gì hữu ích cho các ông. Tôi đã rao giảng và dạy dỗ các ông nơi công cộng và tại tư gia, minh chứng cho người Do Thái và dân ngoại biết phải hối cải trở về với Thiên Chúa, phải tin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và giờ đây được Thánh Thần bắt buộc đi Jerusalem mà không biết ở đó có những gì xảy đến cho tôi. Chỉ biết là từ thành này qua thành khác, Thánh Thần báo trước cho tôi rằng xiềng xích và gian lao đang chờ tôi ở Jerusalem. Nhưng tôi không sợ chi cả, không kể mạng sống tôi làm quý, miễn là tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa mà tôi đã lãnh nhận nơi Chúa Giêsu, là làm chứng về tin mừng ơn Thiên Chúa. Và giờ đây tôi biết rằng hết thảy các ông là những người được tôi ghé qua rao giảng nước Thiên Chúa. Các ông sẽ chẳng còn thấy mặt tôi nữa. Vì thế hôm nay tôi quả quyết với các ông rằng tôi trong sạch, không dính máu người nào cả. Vì chưng tôi không trốn tránh khi phải rao giảng cho các ông mọi ý định của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 67. Chư quốc trần ai hay ca khen Thượng Đế? Ôi Thượng Đế, Ngài làm mưa ân huệ xuống cho dân Ngài, và khi họ mệt mỏi, Ngài đã bổ dưỡng cho. Ôi Thượng Đế, đoàn chiên Ngài định cư trong xứ sở, mà do lòng nhân hậu, Ngài chuẩn bị cho kẻ cơ bần. Chư quốc trần ai hay ca khen Thượng Đế? Chúc tụng Chúa ngày nọ qua ngày kia, Thượng Đế là đấng cứu độ, Ngài vác đỡ gánh nặng chúng tôi. Thượng Đế chúng tôi là Đức Thượng Đế cứu độ. Chúa là Thượng Đế ban ơn giải thoát khỏi tay tử thần. Chư quốc trần ai hay ca khen Thượng Đế? Alleluia, 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 Alleluia. Gioan 14 câu 16. Thầy sẽ xin cùng Cha và Người sẽ ban cho các con đấng phù trợ khác để ở với các con luôn mãi. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tin mừng. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 17. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển con Cha, để con Cha làm vinh hiển Cha, vì Cha đã ban cho con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha,
là Thiên Chúa duy nhất chân thật và Đấng Cha đã sai là Giêsu Kitô, con đã làm vinh hiển Cha dưới đất. Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho con. Giờ đây lạy Cha, xin hãy làm cho con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha. Trước khi có thế gian, con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho con đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho con thì con đã ban cho chúng, và chúng đã lãnh nhận và biết đích thực rằng con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai con. Con cầu xin cho chúng, con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì chúng là của Cha, và mọi sự của con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của con. Và con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian. Phần con về cùng Cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.